luôn mà. Thử lột đáp. Nó như nước mình không đẩy nước vô gì đó. Đi vô. Nướng đi 7 giờ không? Rồi ông xẻ nó không ngủ ở đây luôn rồi. Kêu ông về nó không về mà nó nằm đáng ngủ. Mày khiêng ông dụng xong luôn. Ê ê ê. Ê ê ê ê ê. Nó mình chơi ổng nè. Cho chơi ổng khiêng ổng đi. Đi đi đi. Dạ dạ dạ. Giật nó ra ngoài luôn. Lắp lắp nó nó chạy Già làng xin chào bà con ha. Được mấy anh em nó mời vào gần à. Mời vào gần nhậu nè các bạn ơi. Giờ mời mấy bạn đi theo vào gần nha. Cái quỷ sứ nhỏ mà nó mời nhậu mà nó mời vô trong gần trong rú. Đi kiểu nào gặp một cuốn đen phùi lùi là chắc xỉu tại chỗ luôn. Ủa hai mày qua đường nào vậy? Ừ. Hai này vô đốt gần ta luôn các bạn. Bắt con gà gần về nè. Gà núi. Lấy thêm cây dao qua giùm nó chặt nhánh cây ra xỏ nó cái mời gà. Rồi biết cắt gà cho. Hàng bên đây cái vòng tròn hàng đây cái vòng tròn nó bị quay vậy nè, làm cái chĩa ba mũi á, lấy gì hàng bên đây này cho quay nữa cái gai nè, chặt cái trừ khi mà chặt cái cây nặng gì nữa bên nè đóng xuống mà mày để cái kiểu này anh đâu có quay đâu, này nướng rồi quay ngồi quay giả tay đó. Má thật, năm thằng mua con heo 4 mấy ký ngồi quay 3 tiếng mấy rồi quỷ thằng Trang chút môi nó la trời vô bắt nhỏ ngồi quay nó gần ngoài lít chuối á nó là mấy con nó nhiễu nước đi cái ống nó sôi phục 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 không bắt cá con cá dày chẳng bọc qua nướng luôn thôi cá đó ăn sâu hết mày đòi ăn cá lóc mà cá đó ăn sâu hết cái đó nướng mới ngon, nó ngon hơn cá lóc nhiều. Cá chè. Bắt đầu quét gió đem đi quét gà. Không, cây này cây khác mà, cây này quét trong tủ đồ ấy á. Cây này mới mà, mới cây dừa. Ăn gì hỏi xong chứ. Má quyết mà cũng đem nướng được nữa nè. Hỏi về hỏi ăn dòng không dài.
Ê, chảy lên cho nó khô chứ ơi. Từ từ. Hello, xin chào các bạn. Đang ngủ bị mấy thằng lính lo vô rừng nhậu các bạn. Quét chưa vậy Lâm? Đó, rồi đem làm đây. Rồi đó. Đang này phải dùng chút. Thôi cho. Thổi bột bắp. Nó như nước con không đầy nước vô vậy đó. Đi vô. Nướng đi 7 giờ không? Giờ chết rồi. 1 táo hả? Nè, bật thổi cho tôi luôn trời ơi trời. Thổi cái này. Trời ơi, để đồng chút. Rồi. Nghỉ về hả? Nghỉ là ai nó về dữ rồi. Về kêu ra lại cho nó về. Sao gì thấp vậy? Sáng giờ sớm gì nữa. Kêu nhớ ông tiền cho quản. Kêu ông tiền cho về luôn. Quản. Cái này thì kêu không biết chút nào. À, đó là tình hả? Ừ, đó là mấy ông này. Nói gì đâu bảy giờ không? Đây là nướng gà từ 5 giờ tới 8 giờ ăn. Nhà rừng anh em mới bắt đó. Năm thằng mà có 1 tô cơm mới lớn nè, thấy khổ không? Nửa đêm mới có gà. Này nửa đêm mới có gà. Chưa đâu có 2 giờ trưa đâu quay rồi. Quay chạy lại. Thôi. Trời ơi, chắc là cần máu khét gì anh em. Quá vàng, quá ngon luôn, giòn kiểu luôn. Lửa quá trời lửa rồi. Cái này mình để cái đó để đây là tại. Lửa quá trời lửa rồi. Nãy giờ nó nói chuyện tào lao. Rồi, được rồi, đứng rồi kêu nó đây ra. Chị kia thức. Đâu khét không? Dừa, thơm. Được. Mè. Gà nướng me hả? Gà nướng me. Gà quay me. Gà nướng nguyên con. Đây là thợ nấu nha anh em. Nhìn là tay chưa đi. Đàn em có tay không? Biệt danh là đàn em có thằng Linh cho đi. Để đây nè lắm, để đây nè, nó nóng, đây nè. Ừ. Nhiều. Trời ơi, chút xíu rồi, trời ơi. Ăn xong về ngủ luôn. Chứ là câu gì nữa. Đúng. Nè. Rừng U Minh. Rừng U Minh. Đăng nó vô bình luận ở cái đầu đó đó. Đang ngủ bị lôi qua gần nhậu nữa các bạn ơi. Đấy, bây giờ chơi đi. Đẹp rồi cả. Gà chưa chín mà bảo tới nè các bạn ơi. Không,
không gà này giờ để sơ sơ được rồi, tết đang còn còn không đào ăn được rồi. Thiệt đúng á, bên miếng nó ăn gì không á? Gà, gà nước không đào hả? Ờ, gà nước không đào. Trông bé chỗ khác. Vàng vàng nữa kìa. Thấm vô. Chết chết. Thấm da không à? Gà nó mới ngon nên làm để cái rồi. Rồi chú ơi, gà nó ngon nè, cha gì nó ngon nè. Lâu không có đào đâu gà đâu. Không chơi nó gậy ông bữa nào nó hỏi tôi cho. Tao có biết chơi đâu, khùng vậy. Tao mê đê mà. Để tôi để một cái sáng nghe nghe mùi. Thôi mày có con heo rồi ở nhà rồi. Nghe nghe mùi. Nghe ở nhà bữa nào có tiếng ở nghe kìa. Nghe mùi tanh tanh. Có con heo cái dặn heo kìa. Mày lấy cây kéo lục nhất cắt cái mùi què anh đó. Lát bảo lấy dao chặt. Qua luôn à. Quá này. Lát mưa nè. Đâu mưa đâu. Gió thổi đi rồi. Không mưa đâu đâu. Đây. Lát lấy cây dao tấm thớt qua luôn chú ơi. Chứ ơi, chứ ông tưởng ông đêm qua chứ hả? Đêm nay 7 giờ mất đèn ăn hả? Tối, hôm tối. Sao? Ăn này mới vui. 7 giờ chưa được 6 giờ nó là 9 rồi. Mày muốn 9 rồi. Về đi chạy đâu mà ăn đi chạy về liền. Còn kẹt đó. Một lập gớt. Trời ơi. Để gốc nè, để cắn cây nè. Rồi luôn. Rồi cô đây, cô đây. Đó, chắc tôi kẻ làm đâu đây. À, cái này. Nóng, trời ơi. Nóng như chó. Tụ má lớn gà đập không nghe. Má rồi đó, có hộp á. Mưa đâu. Trời ơi, liên tục rồi. Mấy chỗ cắn, mấy dòng kẻ ăn gà quay me mấy bạn ơi. Gà nướng me. Mà nấu khác ha. Không, kẻ gì biết sơ qua biết sao nấu rồi. Đây không mưa tới thì đâu xa. Mưa ở đâu? Tao nấu lấy đồ bếp vô. Mỗi lúc mỗi nơi mà nó làm xe đường xa à. Bếp vỏ đúng đúng. Đây lửa liếc. Hiệp được không? Sao á. Nướng cái da thì da thế nào cũng khác rồi. Không không lật lại sao nó chín chín. Nướng từ miếng, da miếng lại cho nó. Lên khói cho chồng luôn. Yeah.
xa lắm mưa lắm. Câu không câu lụm trước. Rồi mưa nhiều dữ. Phát triển miếng nào đâu, mà hướng này nó phát triển rồi. Ăn cá đem qua. Thực hiện quên chặt cái cây xài nướng con cá thôi sao? Cái này vuốt ra đi, nướng xin đây đi. Ăn cho hết, cá là ăn cho hết. Đúng mà. Nó ít thịt lắm ở trời. Về cho bà già ăn đi mà. Về đem đi bắt cưng người đi. Trời ơi. Cá cũng trồng ấy. Nói con cá còn khu trồng ta. Cá đi vậy. Cá dày mà chê. Cá nhớ tôm. Ấy mày ép bự rồi như lấy dao dao đóng đâu giờ đóng cắt gì nữa. Quay con cá lóc lắp thôi miếng bắt đầu nhắn bắt đầu. Cái đèn không? Không? Có người cái đèn không vậy? Chân đẩy phăng á. Chân nướng me nè mọi người, cá lóc nướng chui nè. Quay cái này không? Cái phải được. Không đau nè. Giờ nó ngọt đó. Cắt xuống mới được. Kệ kệ nè. Má mấy con đĩa mà cũng ăn nữa. Lột cái gì khó.
luôn đĩa hả? Mới bắt chín đĩa gì? Đĩa trâu á. Đĩa ơi. Đâu vậy? Đĩa nó liền với bị đeo á. Không. Đâu bạn cái đâu. Hấp dậy hấp. Hấp dậy dậy. Chở thằng nhỏ đi á, nhỏ lên Mỹ 13 tuổi, có 11 tuổi á, nó cao nó ốm, nó cao giờ bị trang người Mỹ luôn, mà nó người Việt. Ngủ rồi, tao ngủ đi của tao rồi. Coi chừng nó dính ra cái đợt nhẫn lòng nó bò lên chỉnh. Tại thôi. Giờ bỏ đá, bọn gì đây đá đâu? Nè, cái quần.
mà này không có thịt tới. Cái này ớt ngũ vị hương với ớt nước nhìn thường. Ngũ vị hương sao tới vậy? Tao mời lên bếp cửa đó. Chà tới bây giờ, chà tới, nãy kia nó mùi chà tới rồi. Mà cuối cùng tao tính là nướng nướng quay thường á thì chà tới. Đây hả? Nướng ớt thịt nướng á, thì mình ớt nhau. Không thẳng luôn á. Không chờ. Mới uống á. Làm không chưa? Rồi em nghỉ nãy giờ, đâu có 2 ly nghỉ rồi. Dẹp nó ly này ra nè, với nồi cơm để hết nó kìa. Đây đâu em. Để nó đây, để nó cho món nó uống rượu trên núi xuống. Để cái dĩ là nướng hai cua. Rượu ra uống là. Chết đi làm hai cua đó, đâm cho chết đi nó buồn cà lắm. Đâm cái gì mà đâm. Rượu đó uống là phải hầm nóng vậy đó. Lấy cây hả? Đó cái dao dưới giò làm đó. Mày để không ấy chứ mày để cái gì đó. Đường co lên coi anh Lâm. Lâm. Nó nóng là không bọc đó. Nó xì hết tháng. Mày cầm vậy luôn đây, mày cầm vậy cho nó chết luôn, tới chừng nó chết luôn rồi thôi. Nó rớt cái càng ra luôn. Nướng rồi nãy hả? Đó. Đó xì rồi đó. Cái dĩ nóng là xì xì hơi tắt than hết trơn, đem ra ngoài đi. Sắt cái trơn than luôn đó. Xô nó ra. Biết chừng nào nó xô. Mày nhổ cái cây nó bỏ làm. Nhổ bỏ. Nó mang bến. Chú quyết vậy đó, đem ra nướng được đó. Chú quyết thì nó gặp cái dày mà nè, nó hỏi có dịch không nhấp. Tao nói có dày mà nhấp dịch, lấy cho cái vô. Cái miệng nó lớn nè, miệng cắn như nào vô lưỡi câu. Cắn chết lấy, dịch luôn. Tao đi xúc có 500 tao câu đó, đừng con còn con kia sảy rồi. Ờ, không cố làm gì. Mũi cắn có lo đập mũi con cá, bảy trâu. Rồi đó, đây đi, đi đó đi. Dở ra nó quậy xong con trộn mất tiêu. Trong cái bàn ngồi rồi má bàn ăn lẩu ngồi cái bàn ngồi ra con gà. Mày đi xét nghiệm mày chưa mày tốt mày nó trời ơi. Coi trên mạng biết khùng. Tao bị 4 năm bộ. Ai coi trên mạng 3 đời thấy tao cầm điện thoại coi trên mạng. Mày đánh sao vô được. Nhéo. Thế vào kìa, ta đập đầu nó một cái thì chết mẹo rồi. Đập nó xẹp lẹt. Con má thằng cân cua mua cua đó mà nó giết con cua này con dâm. Đây mềm quá. Nó gà đó không? Tào giái vậy. Mày nẹp vậy đó, mày để chút xíu nó chết rồi. Gấp. Cần gì muốn nó ra. Để một con phát một cái. Ừ mày lúc mua xuống mà cái má vườn chút thả cua mau ăn chứ trời rồi mẹ. Mới mua cho được bán là cua mà lớn này đó. Mày lớn rồi đó. Con thả 3 triệu tiền giống đó. Hay thế. Ủa thấy ai uống vậy? Vậy tao uống mấy này. Nó ngọt mà. Nó ngọt mà. Mày muốn chết mẹ luôn. Má cầm gì ra rồi. Chứ ai ai vậy? Ai ai vậy? Tại ngọt mới lại đâu. Chứ ai quên. Tao tự xử luôn á. Ai đụng mới vô mấy anh để tao thả đâu. Mới được tháng là tao bắt người ta. Má mới thả 1 tháng mà tôm người ta tôm ăn 3, hơn mấy con 1 ký. Cua là phải vô cua tứ 5 con 1 ký. Con bạc hạp nướng này rồi. Gặp, má nó chưa bắt đầu gặp xíu à. Anh đậm tí chứ, vô cái chèo đầy đủ má của em đó. Trời này cái đường chết. Vừa mà đậm cái đấy cái tầng này. Đổ lại cái tầng đấy cái tầng đó. Đổ. Nó mà chạy nữa. Chạy hả? Chạy nữa chăng? Nó lại kỳ cục nhiêu đó. Đâu đi. Trời ơi. Cũng mang cái quẹo luôn. Nó chỉ mua. Lại cục nhất. Vậy là bằng nữa. Ai nó ra cái tao móc cái chứ đủ chứ gì vậy cha. Mà tại con đâu rồi. Trời ơi lại uống thôi cái tẩy. Tao muốn cái củi. Ngu quá, 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 ngu nó chạy đâu, nó chạy ngặt đâu, sợ tao đó nhặt rồi, nó chạy đâu. Tới cuối cùng quán chưa là ra clip nè. Quay vòng vòng rồi đó, nướng rồi đó. Chính là cuốn chính rồi. Ủa má, em cứ phạm vào vậy mày đục bỏ vậy? Lắm đó, đâu có vào chưa chứ. Chính tới luôn rồi. Dẫn nó mới bút. Má đang bút công. Má chỉ bút mình đi ra mất dìm nội. Mấy con con thôi, ta con thôi, ta chỉ nhau là xài đủ rồi. Mẹ nhiều lắm tí. Má chạy. Chạy lên tới vậy. 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 Chạy lên đi cũng như đâu muốn luôn nha. Dơ. Cái nồi cái nồi qua ốc. Với cái dao. Có nước là cũng tới luôn rồi, tới luôn đó. Lâm lao nghe. Cái dao này.
Mẹ nó thùng thùng còn ba lon mà mất ướt nhẹp á. Chưa tắm nữa. Nó có cây để dựa. Đang dựa cái cây. Chạy cho nó ngồi. Đồng ơi. Coi ảnh. Chút xíu lấy bia xong. Đây anh em, người có điện nè anh em. Người hình tinh mới xuống. Con tăng băng nha. Cháy con. Cháu ông chưa nó. Thế là chỗ mà bụi gái ông đây vô lỗ tai em thấy cái mặt ông được. Để thịt nuốt nuốt bóng đèn. Cột rồi giờ về nha mấy bạn. Về mấy bạn. Như em. Ê. Ai nằm đây vậy kìa Lâm. Rồi ông xẻ nó ngủ ở đây luôn rồi. Kêu ông về nó không về mà nằm đấy ngủ. Mày khiêng ổng dụng xong luôn. Ê, nó mình chơi ổng nè. Trời ổng khiêng ổng đi. Giữa nè. Mập chung heo mà ông đạn. Cái đầu ra đây. Bỏ giữa. Chạy.